Chào các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cách làm cái đoạn intro cho cái kênh YouTube của các bạn. Intro chính là một cái đoạn mở đầu của một cái video. Thường thì nếu các bạn có một cái intro hay và đẹp mắt thì cái khả năng giữ lại người xem sẽ rất là cao. Và mình sẽ dùng cái phần mềm Camtasia 9 để giúp cho các bạn tạo được cái đoạn intro đó. Với Camtasia 8 thì các bạn cũng thực hiện các bước tương tự. Tuy nhiên các hiệu ứng thì có thể nó sẽ không có giống được cái Camtasia 9 này, do đó mà các bạn lưu ý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái thư viện của nó, có tên là Library, chúng ta sẽ nhấp chuột vào. Và ở đây trong cái thư viện Library thì nó sẽ có nhạc, có hiệu ứng, có icon, vân vân. Và để tạo được cái intro thì các bạn để ý cho mình cái thư mục có tên là Motion Graphics. Ở đây thì nó có 3 cái thư mục. Và chúng ta có thể dùng bất kỳ cái thư mục nào để tạo cho mình cái intro. Mình sẽ làm ví dụ cho các bạn trong cái mục là Motion Graphics Intro Clip. Ở đây thì nó đã tạo sẵn cho mình một số cái đoạn intro. Và cái việc của chúng ta là xem cái đoạn nào nó phù hợp, nó đẹp và nó phù hợp thì chúng ta lựa chọn. Trước khi các bạn đưa nó xuống thanh timeline dưới này thì chúng ta sẽ xem trước bằng cách là nhấp phải và chọn review để chúng ta xem thử cái đoạn intro nó như thế nào. Rồi mình sẽ tiến hành chọn cái đoạn intro này vì mình thấy nó khá là đẹp, vừa cái hiệu ứng, vừa cái màu sắc và vừa cái kích cỡ chữ. Mình sẽ đưa nó xuống thanh timeline bằng cách là nhấp phải và chọn Add to Timeline. Thì các bạn thấy là dưới thanh timeline sẽ xuất hiện được cái đoạn intro này. Và để dễ biên tập thì chúng ta sẽ phóng to nó lên như thế này, bằng cách kéo và phóng nó lên ở cái mục này. Hiện nay thì nó có những cái hiệu ứng, có những cái đoạn test như thế này, và để dễ dàng cho cái việc chỉnh sửa thì mình sẽ ungroup nó ra để dễ dàng cho cái việc thao tác, bằng cách các bạn nhấp phải và chúng ta sẽ chọn ungroup. Rồi như vậy là các bạn thấy ha, để tạo được một cái đoạn intro này thì nó kết hợp rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Và bây giờ các bạn lưu ý cho mình cái phần test. Đây là một test, hai test và cái này là cái nền nha. Rồi, nếu có test đầu tiên là các bạn nhấp vào và các bạn kéo chuột qua thì các bạn sẽ thấy nó có chữ là test mid, đúng không? Cái chữ test mid. Đây. Và chúng ta sẽ thay bằng cái dòng đầu tiên này. Đây là chính là cái chữ lớn thì chúng ta sẽ thay bằng cái tên kênh của chúng ta. Và mình ví dụ như là kênh của mình chính là youtube.com của Xuân Ngọc thì mình sẽ đánh vào đây. Rồi, ở cái đoạn chữ này thì các bạn muốn thay bằng cái gì thì chúng ta sẽ đánh cái nội dung vào. Rồi, các bạn cho nó chạy lại ha, mình thấy thử nha. Rồi, ở cái test mid này mình sẽ đánh cái địa chỉ website của mình vào. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ các bạn sẽ xem lại ha. Rồi như vậy là xong. Tuy nhiên ở cái chỗ test thì nó, các bạn thấy là nó không có thu nhỏ lại được, đúng không? Không thu nhỏ lại được ở cái chỗ này thì mình sẽ chỉnh lại cho nó một xíu. Thì các bạn thấy ở đây là cái chữ youtube.com Nguyễn Xuân Ngọc thì nó không hiển thị đúng như trong cái phần mà chúng ta đã xem trước khi chúng ta đưa nó xuống. Do cái khung màn hình ở đây nó to hơn nha. Khung màn hình nó to hơn. Đây các bạn thấy nè, cái khung của mình là chỉ có nằm ở đây. Mà cái khung của cái hiệu ứng này nó nằm to như thế này thì mình sẽ thu nhỏ nó lại cho nó vừa với cái khung thì nó sẽ hiển thị đầy đủ cái nội dung giống như cái phần demo mà các bạn đã xem, bằng cách là chúng ta sẽ nhấp chuột và chúng ta kéo vào đây. Rồi cái thanh này cũng vậy, chúng ta sẽ kéo nó vào ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi lại. Như vậy là các chúng ta đã chỉnh sửa xong được cái đoạn intro, tuy nhiên nó chưa có tiếng thì ở đây chúng ta sẽ thêm một cái đoạn tiếng nhạc vào để cho nó hấp dẫn. Rồi để thêm nhạc vào thì các bạn cũng để ý cho mình trong cái mục library này thì nó sẽ có cái đoạn, có cái chỗ là music track, tức là những cái đoạn về nhạc cho chúng ta nha.
chúng ta sẽ sổ nó ra, và ở đây nó có rất nhiều đoạn nhạc thì mình sẽ chọn một cái đoạn nhạc để mà làm cho cái đoạn intro của mình. Thì các bạn cũng có thể nghe là trước cái phần nhạc này bằng cách là nhấp phải và chúng ta chọn review. Các bạn lần lượt nghe một số cái đoạn trong này và để chọn ra cho mình một cái đoạn phù hợp. Sau khi đã chọn được bài nhạc ưng ý rồi thì chúng ta sẽ đưa nó xuống thanh timeline bằng cách nhấp phải và chúng ta sẽ chọn add to timeline. Và các bạn thấy là bài nhạc của mình thì nó rất là dài, trong khi mình chỉ cần 8 giây đầu thôi. Thì mình làm như thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là cắt, cắt nha. Chúng ta sẽ đưa đến cái nơi mà cần cắt và chúng ta đặt nó. Sau đó chúng ta sẽ chọn cắt thì lập tức nó sẽ cắt ra. Và cái đoạn không cần thiết thì các bạn chọn và xóa đi. Thì để cho cái đoạn intro nó có cái độ nhỏ và độ lớn khi bắt đầu và khi kết thúc, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là audio effect. Và các bạn thấy là chúng ta cần một cái đoạn âm thanh tăng dần lúc đầu thì các bạn chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn là add select media. Đấy. Và ở cái đoạn sau này cũng vậy, thì chúng ta nhấp phải và chúng ta sẽ chọn add to select media. Thì các bạn thấy là cái đoạn từ đầu và cái đoạn cuối cùng thì nó sẽ nhỏ dần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử. Sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ xuất cái file này ra. Xuất cái file này ra bằng cách nhấp vào cái nút là share, chọn là locate file. Và chúng ta sẽ chọn cái độ phân giải là 720p, sau đó thì chúng ta sẽ chọn Next. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn để mà xuất cái file này ra. Các bạn có thể đặt tên lại cho nó. Và chúng ta sẽ chọn Save, sau đó thì chúng ta sẽ chọn Finish. Thì tùy vào cái video nó nặng hay nó nhẹ mà thời gian xuất ra nó nhanh hay nó lâu nha. Sau khi xuất xong rồi thì mình sẽ bật lên để xem thử là cái kết quả nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái video nó lên. Đây chính là cái video mà mình vừa tạo xong. Thì bây giờ mình sẽ bật nó lên. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo một cái đoạn intro bằng cái phần mềm Camtasia 9. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.